đầu các bàn thắng dành cho anh Gia Lai. Đó là cơ hội dành cho Memovic. Cơ hội đã tìm đến với các học trò của huấn luyện viên Lee Tae-hoon từ một tiếng cố định. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một pha bóng mà hàng phòng ngự của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định không có ai theo kèm với Damien Memovic. Đã có một tình huống phạm lỗi có lẽ là như vậy. Và đó là một quả đá phạt ở sát vạch 16m50. Thẻ vàng dành cho Đinh Văn Trường. Đó là một tình huống kéo áo tương đối kín đối với pha băng lên của Văn Toàn. Nhận định của trọng tài Minh Thuận là như vậy. Hãy cùng xem lại tình huống này. Bóng chuỗi và khiến cho các cầu thủ không làm chủ được tình hình. Đó đúng là một pha phạm lỗi tương đối kín của Đinh Văn Trường. Các cầu thủ Anh Gia Lai đang bàn bạc khá kỹ. Hãy cùng chờ xem họ có thể hiện thực hóa cơ hội này hay không. Minh Vương không vào, bóng lại đi trên cột rộng. Một cú đá không quá mạnh nhưng khá hiểm hóc. Thủ môn Đinh Xuân Việt đã bay người hết cỡ. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một chút nữa thôi là Hoàng Gia Lai đã có được bàn thắng vươn lên. Vẻ mặt đầy tiếc nuối của Minh Vương và các đồng đội. Đó là một cú đá không quá mạnh nhưng ở cự ly như vừa rồi là đủ để cho các cổ động viên của Dược Nam Hà Nam Định phải thót tim. Xuân Quyết. Đường chuyền vào của Hạ Long. Raffenson không đủ lực. Đó là câu trả lời của Dược Nam Hà Nam Định. Và cơ hội được trao cho Raffenson. Melo. Raffenson đúng tầm chân trái. Đó là cú sút của Raffenson. Ở vòng đấu trước thì anh đã có một tình huống dứt điểm miễn chê vào lưới của Viettel. Và vừa rồi là ở cự ly gần như là đúng tầm với những gì mà Raffenson chờ đợi. Đây là ông Lee Chang Jin, người cùng với đội ngũ ban luyện của đội tuyển Việt Nam đang di chuyển ở khắp tất cả các sân đấu để theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ V-League 1. Chúng ta vừa được xem lại cú đá của Raffenson. Rất nguy hiểm. Không được. Thủ môn Bỉu Ngọc đã băng ra nhanh và ngăn chặn được Mai Xuân Quyết. Ngay lập tức là một tiếng phạt tấn công. Không vào. Sai lầm của thủ môn Đinh Xuân Việt. Anh không thể làm chủ được tình hình nhưng Trevor Watts thì không thể ghi bàn từ góc hẹp. Ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát, thủ môn Bỉu Ngọc đã có một tình huống phát động tấn công cực nhanh. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Bóng đã bật qua đầu của thủ môn Đinh Xuân Việt. Thủ môn này tương đối vội vàng với phán đoán của mình. Và suýt chút nữa thì khung thành của Dược Nam Hà Nam Định đã phải đón nhận bàn thua. Xuân Quyết. Những quả tạt đã được thực hiện nhiều hơn. Đánh đầu. Không vào. Đó là tình huống dứt điểm có lẽ là của Raffenson. Và phản công dành cho anh Gia Lai. Minh Vương. Văn Toàn. Đúng là trận đấu đã trở nên hứng khởi hơn. Tuấn Anh. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng ở tốc độ cao trong những phút đầu tiên của hiệp đấu này. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả tạt của Mai Xuân Quyết. Vừa rồi là một pha bóng có thể nói là sẽ được cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định thực hiện nhiều ở trong hiệp 2. Pha đánh đầu của Raffenson. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ muốn tận dụng tốt hơn
khả năng can lướt và tỷ lệ của bộ đôi tiền đạo trong đội hình của Nam Định. Romelo rất nguy hiểm. Đã có hai tình huống mà các trung vệ của anh Gia Lai không thể làm chủ được khoảng không gian mà họ lẽ ra cần phải tạo ra được tính an toàn. Romelo dứt điểm ngay, không vào. Những cơ hội nguy hiểm liên tiếp tìm đến với khung thành của thủ môn Biểu Ngọc. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá vô lê của Đỗ Melo. Quá đáng tiếc. Đây là thời điểm mà Đỗ Melo đang mong mỏi một bàn thắng dành cho cá nhân anh, khi mà người đá cặp là Ravenson đang chơi xuất sắc ở những trận đấu vừa qua. Vẫn là Văn Toàn, không vào. Hiệp hai đang diễn ra rất hay. Dược Nam Hà Nam Định và tỷ số được mở cho Hoàng Gia Lai. Tỷ số là 1-0. Đó là pha ghi bàn của Chevoas, một bóng vô cùng bất ngờ. Và đó lại là tình huống cố định. Giải pháp mà các cầu thủ Hoàng Gia Lai coi là con đường duy nhất đến với khung thành của Nam Định trong suốt những phút thi đấu vừa qua. Tỷ số là 1-0. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã xuất hiện trên sân Pleiku. Trận đấu đầu tiên sân Pleiku đón khán giả tới sân ở mùa giải năm nay. Nam Hà, Nam Định, và các cổ động viên của họ đã có được cội ăn mừng. 20, Emmanuel Tony rời sân. Và người vào sân là cầu thủ áo số 8 Lê Sĩ Minh. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Cú đá chạm sang ngang và công việc còn lại của Chevoas là tương đối đơn giản. Và đây là cú đá được thực hiện bởi Văn Thanh. 1-0 dành cho Anh Gia Lai. Đó là một khoảnh khắc mất tập trung của hàng phòng ngự Dược Nam Hà Nam Định. Hoàng Gia Lai thực hiện một quả đá phạt nhanh. Và sau đó thì mọi thứ đã diễn ra có thể nói là cực kỳ bất ngờ. Văn Toàn phối hợp rất hay. Văn Toàn, Văn Toàn đang ngã trong khu vực 16m50 nhưng không có một tiếng còi nào cất lên. Không có penalty dành cho Hoàng Gia Lai. Đó là những tình huống đập nhà ở cự ly ngắn và trung bình quen thuộc. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi lại tiếng quay chậm và tranh chấp giữa Thiago Melo và Văn Toàn. Đó có lẽ là một quyết định chính xác của trọng tài Minh Thuận. Không có penalty. Rất nhanh cơ hội dành cho anh Gia Lai. Văn Toàn, và đây sẽ là cơ hội đối mặt. Đây là Châu Ngọc Quang. Châu Ngọc Quang không vào. Không vào. Bóng không thể đi vào lưới của Đinh Xuân Việt. Có vẻ như là trái bóng đã chạm cả hai cột dọc. Một cơ hội bằng vàng để Hoàng Gia Lai vươn lên dẫn 2-0. Hãy cùng xem lại đợt phản công này của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Minh Vương và An Toàn đã làm tất cả những gì khó nhất. Châu Ngọc Quang quan sát dứt điểm. Bóng dội cột dọc. Bóng dội cột dọc phía bên phải của thủ môn Đinh Xuân Việt. Đây là một trận đấu mà Damian Milovic và Trọng Sáng xử lý khá tốt cho nhiều bóng bổng. Và đây là phản công. Phản công cho anh Gia Lai. Minh Vương đang di chuyển và cả Chevoas nữa. Văn Toàn, hậu vệ của Nam Định đã bắt bài. Văn Thanh. Văn Thanh. Quá người. Rất đáng tiếc đó không phải là bàn thắng. Đó là một pha xử lý đầy bất ngờ của Văn Thanh. Đường chuyền là của Tuấn Anh. Đã có một pha bóng mà ban huấn luyện của Hoàng Anh Gia Lai phản ứng quyết liệt. Họ cho rằng đó là một tình huống ác ý của cầu thủ Nam Định. Rất căng thẳng.
Bàn huấn luyện của cả hai đội đã phải vào sân để ngăn chặn những cái đầu nóng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Đây là pha bóng mà Thanh Trường chủ động để cho Văn Toàn vào. Còn đây là pha xử lý của Mạnh Cường. Và ông đã dẫn tới phản ứng. Tất nhiên là Mạnh Cường đã có một hành động tương đối nóng tính. Nhưng cách mà ban huấn luyện của Hoàng Anh Gia Lai gây sức ép có lẽ là cũng nằm trong toàn tính của họ. Bởi đây là lúc mà Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn trước. Họ đang muốn đội khách rơi vào trạng thái tâm lý ức chế nhất. Mọi thứ đã được vãn hồi và trận đấu có thể tiếp tục. Năm phút thi đấu chính thức cuối cùng. Cuộc vòng đấu có khá nhiều những sự cố. Sân Hà Tĩnh trận đấu phải tạm dừng bởi số lượng khán giả quá đông, dẫn tới tình trạng khán giả treo qua hàng rào xuống sân. Trên sân Pleiku đang là những khoảnh khắc mà tổ trọng tài phải làm việc vô cùng vất vả. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng mà đầu tiên thì Đoàn Thanh Trường đã cố gắng mang về cho Dượng Nam Hà Nam Định một quả đá phạt. Và Mạnh Cường thì cũng có một pha bóng, tuy chưa tạo ra quá nhiều sự nguy hiểm nhưng đó là một tình huống xử lý có phần nóng tính của hậu vệ bên phía Dượng Nam Hà Nam Định. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của Văn Thanh. Tự tin qua người, vượt qua hai cầu thủ của Dượng Nam Hà Nam Định. Nhưng Thiago là người đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để ngăn chặn cú sút cuối cùng. Thời gian bù giờ hiệp 2 là 5 phút. Thi đấu của cầu thủ Hoàng Gia Lai đang dâng cao thì họ có thể làm được bất cứ điều gì. Một hậu vệ cánh như Văn Thanh cũng đã có một pha xử lý điệu nghệ và mang đậm chất kỹ thuật.